Em ơi còn trẻ cứ suy nghĩ lại em ạ. Khó khăn thì phải vượt qua. Hello mọi người, hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm cái chen biến mất ở dưới đất như này nha. Thì đầu tiên các bạn phải cố định điện thoại một chỗ và các bạn sẽ quay một cái video. Đó, các bạn cầm một cái chai, cầm cái cốc, các bạn sẽ dội nước xuống phía dưới và sau đó thì các bạn thực hiện động tác bạn nhảy xuống. Và sau khi quay xong video thì các bạn sẽ sử dụng cái app KaiMaster để các bạn edit video này nha. Rồi ok, bạn nào chưa tải app KaiMaster này các bạn hãy tải về. Bạn nào tải rồi mà không biết cách xóa logo như nào thì có thể liên hệ mình. Có một cái bản miễn phí để cho các bạn dùng. Rồi, các bạn mở ra, sau đó các bạn sẽ nháy vào dấu cộng để tạo dự án mới. Và ở đây các bạn, lúc các bạn quay video, các bạn quay dọc điện thoại thì các bạn sẽ chọn 9:16. Còn nếu các bạn quay ngang thì các bạn sẽ chọn 16:9. Ở đây mình quay dọc, mình chọn 9:16. Và các bạn sẽ nháy vào nút chữ tiếp theo. Sau đó thì các bạn hãy chọn cái video mà các bạn đi quay ấy. Đây rồi. Rồi. Thì ở đây các bạn sẽ kéo đến cái đoạn các bạn cần lấy. Ví dụ như video này thì mình sẽ kéo đến cái đoạn bắt đầu đưa tay đổ nước. Đây, bắt đầu từ đây. Các bạn sẽ nháy vào video. Sau đó các bạn nháy vào cái cây kéo. Và cắt sang bên trái của đầu phát. Rồi. Ở đoạn cuối cũng như vậy. Các bạn sẽ sử dụng hai ngón tay nhé, các bạn sẽ kéo rộng ra để nó dễ điều khiển hơn. Rồi các bạn kéo sang phía cuối, cái đoạn mà các bạn bắt đầu chân các bạn chuẩn bị chạm đất. Các bạn kéo từ từ thôi vào cái đoạn chuẩn bị chạm đất. Nó chưa chạm nhé, nó chuẩn bị chạm thôi. Thì các bạn sẽ dừng lại. Đây, ở đây nó vừa tầm chuẩn bị chạm xuống đất, thì các bạn sẽ dừng lại. Sau đó các bạn sẽ nháy vào cái cây kéo và cắt phân chia tại đầu phát. Đó, có chữ phân chia tại đầu phát rồi. Rồi, giờ các bạn sẽ kéo ra cái chỗ mà không có người ấy. Đó, bắt đầu cái chỗ mà không có người này thì các bạn sẽ nháy vào cái nút biểu tượng ô vuông. Đó, các bạn sẽ nháy vào chữ ghi hình và lưu lại. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ nháy vào cái video này và các bạn sẽ nháy vào nút xóa bên trái, các bạn xóa đi, không cần thiết nữa. Và ở đây, ở đoạn cuối này thì các bạn cũng nháy vào cái biểu tượng ghi hình và lưu lại, các bạn sẽ chụp lại một cái hình. Nó có biểu tượng này, nó ghi hình ấy. Ghi hình và lưu lại. Rồi. Sau đó thì các bạn sẽ thoát ra. Các bạn hãy vào phần Google của máy các bạn. Các bạn gõ cho mình cái chữ là gmod.bg. Đó. Đây là cái trang web xóa nền. Nhiều bạn đã biết trang web này rồi. Các bạn sẽ nháy vào và các bạn sẽ nháy vào chữ tải hình ảnh lên. Và các bạn sẽ chọn cái ảnh các bạn vừa mới ghi hình ấy, để các bạn sẽ xóa lên. Nó sẽ tự động nó xóa lên cho các bạn. Sau khi nó xóa xong thì nó có cái chữ tải về, thì các bạn chỉ việc ấn vào nút tải xuống thôi. Rồi ok, sau khi tải về thì các bạn tiếp tục quay lại cái app KaiMaster. Và các bạn kéo xuống phía cuối này, các bạn sẽ nháy vào phương tiện. Và các bạn sẽ chọn cái hình mà các bạn vừa mới chụp mà không có người ấy. Rồi. Đó. Có một cái hình không có người như này. Rồi ok. Sau đây các bạn tiếp tục, các bạn chọn thêm một hình nữa ở đoạn cuối. Các bạn sẽ nháy vào lớp. Và phương tiện. Sau đó các bạn chọn cái hình. Cái hình mà các bạn chụp có người vừa nãy đấy. Đây. Rồi các bạn sẽ nháy vào cái nút ô vuông cạnh cây kéo. Sau đó các bạn sẽ nháy vào cái ô vuông. Đó, hình chữ nhật ấy. Rồi, ở đây các bạn sẽ kéo cho đến cái đoạn vừa tầm mất cái che cái chân đi. Đây, mình sẽ zoom cho rộng mà các bạn dễ nhìn. Đó, bắt đầu vừa tầm nó che mất cái chân thì các bạn dừng lại nhé. Đó, vừa tầm che mất cái chân đi. Rồi ok.
Rồi sau đấy tiếp tục các bạn sẽ chọn thêm một cái. À đây, ở cái video này các bạn tắt nhạc đi nhé. Mình quên. Các bạn nháy vào cái loa, nháy vào video, nháy vào cái loa rồi phải tắt, nháy vào cái loa tắt đi. Tắt cái tiếng âm thanh của video lúc quay nó ồn quá. Rồi các bạn kéo xuống đoạn cuối này, các bạn tiếp tục nháy vào lớp và phương tiện. Và các bạn sẽ chọn cái hình mà các bạn vừa mới download xóa nền ấy. Đó, các bạn sẽ zoom rộng lên cho nó full cái màn hình. Các bạn zoom cho nó vừa đúng cái màn hình nhé, thì nó mới khớp được cái hình kia. Chưa được rồi. Các bạn phải cho nó khớp nhé, các bạn không cho khớp thì nhìn nát nữa, nhìn nó sẽ bị lộ ngay. Các bạn phải làm nào cho nó không lộ. Đó, các bạn kéo cái những cái viền ấy nó phun vào màn hình là nó sẽ khớp. Nó chạm vào viền xung quanh ấy, thì nó sẽ khớp với cái hình kia. Nó tự động nó sẽ khớp. Đó. Rồi. Cái hình xóa nền mà còn thừa, nó đang bị thừa ra bên trái, các bạn sẽ nháy vào cái hình xóa nền kia, các bạn cắt ra bên trái đi. Các bạn nháy vào cái kéo và cắt sang trái đi. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên một chút chứ. Các bạn sẽ kéo lên tầm 0.3. Đó, các bạn nháy vào cái hình xóa nền ấy, các bạn sẽ kéo lên tầm 0.5, 0.6 giây thôi, chứ không cần thấy dài đâu. Và các bạn nháy vào cái kéo, các bạn cắt sang phải. Sau đó các bạn kéo sang bên trái. Rồi các bạn sẽ nháy vào nút khóa. Có cái biểu tượng nút khóa bên trái. Khóa lại. Các bạn kéo sang phía cuối. Và các bạn kéo cái video này nó đi xuống dưới để nó rơi xuống. Rồi, ok. Bây giờ các bạn tiếp tục nháy vào cái hình này. Và các bạn để ý có dấu 3 chấm ở trên cùng bên trái. Các bạn nháy vào. Và các bạn sẽ đưa về sau cùng. Đó. Đó, thế là nó rơi xuống. Thế nếu mình lưu ý là nếu như bạn nào mà để cái hình này nó hơi dài thì nó sẽ rơi xuống rất chi là chậm. Đây, ví dụ mình kéo lên nó hơi dài như này nhé, thì nó rơi chậm lắm. Đó, rơi chậm thế nó không thật. Các bạn sẽ kéo lùi lại để nó ngắn lại, thì nó rơi nhanh hơn thì nó sẽ thật hơn. Đó, nó như thế. Như vậy là tương đối khớp rồi. Rồi ok, thì từ đây thì các bạn tiếp tục nháy vào lớp để các bạn nháy vào phương tiện để các bạn chọn một cái video. Video cái nước nó bắn lên ấy. Mình để đường link tải video này ở bên dưới phần mô tả để các bạn sẽ tải về nhé. Đây mình kéo cái hình gốc dài lên một chút để cho hết cái video nước. Cái video nước này các bạn có thể cắt bớt sang bên phải đi, không cần thiết nữa. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nháy vào cái video con nước này. Rồi, các bạn sẽ kéo cái thanh công cụ xuống phía dưới và nó có cái phần pha trộn. Các bạn sẽ kéo vào chữ màn hình nhé. Màn hình. Đó, nó sẽ tự động nó mất đi. Rồi, được. Ok, bây giờ các bạn chỉ việc zoom lên và đưa vào cho nó khớp thôi. À, các bạn sẽ nháy vào nút bộ lọc nhé. Để cho nó nét hơn một chút, các bạn nháy vào chữ cơ bản này. Các bạn chọn cho mình cái số 18, B18 này. Thì nhìn cái nước của nó trắng nét hơn. Bởi nó hơi mờ. Mình lưu ý các bạn như vậy. Bây giờ các bạn chỉ việc đưa về cái chỗ, cái nước này nó vào cái chỗ chân các bạn ấy. Đưa nó khớp vào cái chỗ chân là ok. Đó, các bạn đưa vào cái đoạn chân ấy. Thì nó nhảy xuống đấy thì nó bắn lên. Rồi ok, có thể xem lại xem nào. Đó, như vậy là khá là ok rồi. Bây giờ các bạn chèn âm thanh, các bạn kéo lên trên đầu cho mình. Các bạn vào lớp. Vào lớp và phương tiện là các bạn chọn cái video có âm thanh, như mình để cái đường link video có nhạc ở bên dưới các bạn tải về nhé. Các bạn chọn một cái video có nhạc. Sau đó các bạn kéo dưới và nháy vào trích xuất âm thanh để nó tách âm thanh ra cho các bạn. Sau đó các bạn xóa cái video này đi. Không cần thiết nữa, các bạn xóa đi. Rồi. Thì các bạn xem nhạc nó khớp chưa, cái đoạn nước nó tóm cái đấy. Phải vượt qua.
Rồi ok, như vậy là nó đã khớp vào. Nếu mà không khớp vào cái nhạc thì các bạn có thể là kéo cái nhạc cho nó khớp. Rồi các bạn ấn nút xuất ra trên cùng ấy. Chúc bạn thành công nha. Mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.